Tối qua, Đại học Đà Nẵng tổ chức trọng thể lễ vinh danh thủ khoa và nâng bước sinh viên năm 2022. Đến dự có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Tại buổi lễ, Đại học Đà Nẵng vinh danh 9 sinh viên thủ khoa, các trường đại học thành viên, các đơn vị đào tạo thuộc và trực thuộc, khen thưởng 32 sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm học 2021-2022, trao 70 suất học bổng nâng bước sinh viên Đại học Đà Nẵng, 5 triệu đồng một suất cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị phần thưởng học bổng được trao trị giá 600 triệu đồng. Đây cũng là năm thứ 10 Đại học Đà Nẵng tổ chức hoạt động vinh danh thủ khoa và nâng bước sinh viên. Bên cạnh đó, dịp đầu năm học mới, các trường đại học thành viên và đơn vị đào tạo trong Đại học Đà Nẵng đã trao hơn 550 triệu đồng khen thưởng và hơn 6,3 tỷ đồng học bổng sinh viên từ nguồn ngân sách và nguồn tiếp nhận từ các tổ chức doanh nghiệp cá nhân. Năm học 2022-2023, Đại học Đà Nẵng tiếp tục có mùa tuyển sinh thành công, tuyển đủ gần 14.000 chỉ tiêu với chất lượng đầu vào khá cao, điểm chuẩn một số ngành, một số trường thuộc top đầu cả nước.